Khi đi mua máy lọc nước tạo kiềm thì chúng ta cần quan tâm đến các cái vấn đề gì? Chào các bạn, tôi là Bùi Huy đại diện cho kho hàng Nhật. Thường thì khi khách hàng đi mua máy lọc nước tạo kiềm thì chúng ta chỉ chú trọng đến cái sản phẩm chính, đấy chính là các cái mẫu máy lọc nước tạo kiềm thôi, đúng không ạ? Còn có các yếu tố rất quan trọng mà chúng ta không để ý đến, đấy chính là bộ lọc thô. Thường thường thì ở các nước phát triển á, bộ lọc thô này nó lại không quan trọng, tại vì nguồn nước đầu vào đã đảm bảo các cái tiêu chuẩn để sử dụng máy lọc nước tạo kiềm rồi. Ông nghĩa là như ở bên Nhật ấy, nguồn nước đầu vào từ vòi này là chúng ta đã có thể uống trực tiếp rồi rồi không cần lọc thế nên là ở Nhật đấy sẽ không cần dùng bộ lọc thô này bộ lọc thô này sẽ không còn quan trọng mà nước từ vòi sẽ đi thẳng vào máy lọc nước tạo kiềm luôn thế nhưng mà về Việt Nam thì lại khác nguồn nước máy ở Việt Nam thì chưa thực sự là đảm bảo để cho chúng ta có thể sử dụng trực tiếp mà có thể nói cụ thể luôn là nguồn nước tại vòi chúng ta thì không thể uống trực tiếp được nên là cái bộ lọc thô này nó cực kỳ quan trọng khi đi mua máy làm nước tạo kiềm thì các bạn hãy để ý xem là đơn vị bán họ cung cấp cho chúng ta bộ uh, lọc thô này là bộ lọc thô loại gì các bạn nhé ở ngoài thị trường ấy thì sẽ có rất nhiều bộ lọc thô như tôi thấy ở trên thị trường sẽ có nhiều loại nhiều thương hiệu khác nhau thế nhưng mà cái điều mà chúng ta quan trọng ở đây không quan trọng về thương hiệu các bạn nhé vì thương hiệu có thể làm giả có thể làm nhái đấy là đặc điểm về cái thực trạng cái thị trường việt nam là như vậy đó ví dụ như là thời điểm trước ấy tôi cũng có dùng một cái bộ lọc của nano Vizu. nếu mà đúng ra thương hiệu này là một thương hiệu của nga thế nhưng mà không hề có những cái giấy tờ để chứng minh về nguồn gốc xuất xứ thế nên là ngoài thị trường thì có cái nguồn hàng nhái hàng giả rất là nhiều thế nên là theo tôi ấy cái quan trọng nhất ở đây là gì quan trọng nhất ở đây là cái sản phẩm chúng ta dùng chúng ta phải kiểm soát được cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là chất lượng sản phẩm thế nên là cái bộ lọc thô tại kho Nhật bùi huy khi các bạn mua máy làm nước tạo kiềm thì chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bộ lọc thô tất cả này thì chúng ta sẽ phải nhập khẩu rời từng món một để về chúng ta dùng cái bộ đầu tiên này ở trên ở trên này cũng là cái bộ quan trọng nhất và cái bộ này chính là một cái cái màng này chính là một cái màng UF các bạn nhé cái màng UF này thì chúng ta được uh, nhập khẩu ở Hàn Quốc, Made in Korea và chúng ta đều có giấy tờ COCQ chứng minh về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm và có thể xuất hóa đơn VT được để chứng minh được là tất cả cái này chúng ta là được nhập khẩu chính ngạch và rõ ràng về nguồn gốc. Đó. Và cái mạng UF này nó có tác dụng là gì? Chia sẻ gọi một chút nhé. Thì giá trị của mạng UF này này có thể bằng cả một cái bộ lọc hồ ba lõi ở cái máy lọc RO nhà chúng ta. Tác dụng của cái bộ lọc UF này này là nó sẽ giúp chúng ta là lọc được các cái kim loại nặng, các cái độc tố mà nó có cái uh, kích thước nhỏ hơn 0,01 micron bình thường á, thì các cái uh, bộ lọc mà chúng ta đang dùng ở máy của máy RO thì nó chỉ lọc được cái kích thước là 1 đến, từ 1 đến 5 micron thôi, đấy kích thước ấy thế nhưng mà ở cái loại này chúng ta có thể lọc được các cái tạp chất có hại mà kích thước nhỏ đến 0,01 các bạn thấy không? À, thường thường chúng ta chỉ cần dùng qua một cái cốc này là chúng ta đã có thể uống nước trực tiếp được rồi các bạn biết được là một cái cốc này nó rất là giá trị tiếp theo chúng ta sẽ được trang bị cung cấp là ba cây cốc lọc thô tiếp theo đó nguyên lý hoạt động của cái bộ lọc này là như này các bạn nhé đầu tiên á, thì nước sẽ đi qua cái màng một này đấy cốc một này chính là cái cốc để lọc chặn lọc chặn bẩn á tiếp theo sẽ đi đến cốc thứ hai là cái cốc mà có than hoạt tính để lọc mùi lọc màu của nước các bạn nhé Tiếp theo sẽ sang đến cốc thứ ba. Đấy, tôi sẽ tháo cho bạn xem này. Chúng ta hãy xem nhé. Cái lõi, cái vỏ bên ngoài thì không giá trị đâu mà quan trị, quan trọng là giá trị ở cái cái lõi bên trong này các bạn này. Đây các bạn nhìn. Đây chính là cái lõi thứ uh, thứ hai. đấy lõi thứ hai là sẽ có than hoạt tính này. Đấy, và tiếp tục là sẽ có lọc chặn để giữ lại được các cái độc tố và kim loại nặng các bạn nhé. Đây, một số thành phần này sẽ được giữ lại ở đây, các bạn nhìn này. Đấy và tất nhiên rồi, à ba cái nỗi này là sẽ được nhập khẩu ở Đài Loan. Đây. Nhập khẩu Đài Loan các bạn nhé Và cái tem này không phải là cái để quyết định cái này nhập ở đâu đâu các bạn ạ, cái này chúng ta có thể dán được. đó. Thế nhưng cái quan trọng ở đây là gì? Là tất cả cái này chúng ta đều có giấy tờ để chứng minh nguồn gốc thật xứ chứ còn để mà nói là cái made in này là chứng minh được. Cái nỗi này là nỗi xịn thì không có giá trị gì các bạn ạ. Đấy là nỗi thứ hai nhé Chúng ta cùng xem nỗi thứ ba này. Loại thứ ba này cũng được nhập khẩu ở Đài Loan luôn các bạn nhé. Nhập khẩu chính ngạch, đầy đủ giấy tờ. COCQ, có thể xuất ở đến VT luôn. Đây chúng ta cùng lại gần để xem cái loại thứ ba này. Loại thứ ba này chính là loại than hoạt tính, được đốt từ gáo dừa. Đây là một cái dạng than mà đắt nhất trong tất cả các dạng than hoạt tính. Đó, và cái cốc than này cũng giúp chúng ta là loại bỏ độc tố này, khử mùi, khử màu của nước này. Và đều được nhập khẩu ở Đài Loan đó có nghĩa là chúng ta sẽ có ba cái lõi lọc được nhập khẩu ở Đài Loan và một cái màng UF này được nhập khẩu Hàn Quốc và tất cả đều là nhập khẩu chính ngạch có đầy đủ giấy tờ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ thế nên là chúng ta ngoài cái việc ấy, chúng ta đi mua máy lọc nước tạo kiềm là chúng ta phải chú trọng vào cái sản phẩm chính đấy chính là cái máy lọc nước tạo kiềm của chúng ta thì một cái yếu tố rất quan trọng mà chúng ta cũng cần phải để quan tâm đến đấy chính là bộ lọc thô này đó vì nếu như mà bộ lọc thô này mà không tốt á thì cái nguồn nước uống của chúng ta sẽ không đảm bảo vì cái nguồn nước máy của chúng ta sẽ có rất nhiều thứ phải xử lý rất nhiều kim loại nặng đấy dư thừa clo rất là lớn và chúng ta phải cái bộ lọc thô này có tác dụng phải xử lý được tất cả những cái vấn đề đó vì cái bộ lọc nano ở trong máy ấy, nó sẽ chỉ phù hợp với lại cái nguồn nước mà mà sạch thôi đấy, đảm bảo tiêu chuẩn thôi còn nguồn nước của chúng ta thì tất nhiên rồi chúng ta phải xử lý qua bộ lọc thô này trước các bạn cần tư vấn về máy lọc nước hoặc là cần tư vấn về bộ lọc thô này các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi hoặc là đến xem hàng trực tiếp tại kho hàng Nhật ở số 15 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. À, một cái bộ lọc thô này khi các bạn mới lắp ấy, thì chúng ta sẽ được trang bị đầy đủ như thế này. Còn sau này chúng ta à, để mà thay định kỳ á thì chúng ta chỉ cần mua các cái lõi bên trong này thôi. Đấy, mua các cái lõi này để chúng ta chúng ta thay thôi. Cái màng UF này thì chúng ta dùng khoảng 1 năm để chúng ta thay. Còn ba cái cốc lọc này thì chúng ta sẽ dùng khoảng tầm 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng để chúng ta thay. Đấy. Tất nhiên rồi, nếu như các bạn mà mua hàng tại kho Nhật Bùi Huy mua máy lọc nước này thì sau này khi các bạn quay lại các bạn thay các cái lõi này các bạn sẽ được hưởng một cái giá ưu đãi đấy chính là giá gốc tôi khẳng định là giá gốc các bạn nhé các bạn sẽ không thể mua ở đâu cái lõi lọc này được nhập khẩu chính hãng với mức giá là như vậy cái giá nó rất là rẻ chi phí đây không hề đắt các bạn thay cả ba cái lõi này thì chỉ hết có ba hơn 300.000 thôi đó cực kỳ là rẻ luôn vâng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau